Hello chú ha, cũng là lâu lắm rồi, cũng bữa nay kẹt ha, bán còn 881 nha, bán xả nha. À, mọi bữa thì bán giá bình thường nhưng mà bữa nay kẹt qua bán xả ha. Lam này là ông mua rời nha, lam này mua rời ra 7 triệu nhưng mà gắn vô chỗ VIP ha, lam 1m4 nha. Chưa rửa xăng nha, con này nguyên đai nguyên kiện nguyên thùng ha, túp lơ đồ để trong nhà nhưng mà đem ra ngoài nắng quay cho nó đẹp ha. Đó, con này thì duy nhất tại Việt Nam ha. Chưa rửa xăng nha, chứ không nói mà mấy bãi mà đợt cái lô về bị lỗi khoan bình xăng đồ này kia nha, nói về mấy thùng thôi nha. Cái này là chưa đổ xăng duy nhất tại Việt Nam nha, còn không có nói mấy bãi mà đổ xăng rồi ha. À, mấy thùng nha, không phải mấy bãi mà hàng kia nha. À, lâu lâu ra quay chơi á, để lâu trong nhà nó bụi mấy chú thấy không, tại vì mua về cũng trưng bày nha, chứ không có cất tủ kiến làm gì ha, mình mua về mình thỏa mãn đam mê của mình thôi. À, chứ không có mua mà để dành bỏ tủ kiến này kia đâu nha, mua về cho mình ngắm thôi nên để ngoài nó hơi bụi ha. À, máy chính chủ nha, không có như thằng nào thì không biết ha, cứ lấy hình trên mạng rồi đăng tào lao nha, không có ha, máy chính chủ đăng video chính chủ ha, bán chính chủ luôn nha. Còn con nói tới thằng nào thì mấy chú tự biết ha, lấy tin 500i lấy hình người ta đăng như thiệt luôn. Con này thì đầu máy 9,8 kg ha, này thì 122cc với tông 690 ly nha, bự nhất thị trường rồi ha, thiết kế à siêu khủng ha, làm mét tư nha, chưa chạy ha. Cái này còn vỏ để trong nhà luôn nha. Cái này nhà, tay dơ, đụng chỗ dơ quá. Má nghe hơi thì đã ghiền rồi. À, ai muốn mua thì alo ha.